Chiều ngày 27 tháng 4 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết chương trình hợp tác toàn diện giữa Báo Nhân dân và Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã tới dự và phát biểu. Trên cơ sở ký kết chương trình hợp tác toàn diện, Báo Nhân dân và Tổng công ty Hàng không Việt Nam sẽ phối hợp truyền thông về hoạt động của ngành hàng không, du lịch trên nền tảng đa phương tiện như báo giấy, báo điện tử, truyền hình, mạng xã hội, cũng như phối hợp trong các hoạt động hội nghị, hội thảo, tọa đàm. Với mục tiêu đưa chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân cho biết, sự hợp tác giữa hai cơ quan sẽ tạo ra những tác động rất tích cực, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác thông tin tuyên truyền về sự phát triển của ngành hàng không, du lịch, trong đó có hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn trong cộng đồng, qua đó cũng khẳng định chắc chắn Việt Nam là điểm đến an toàn, môi trường đầu tư thuận lợi, chính sách ổn định, bền vững.